Phật giáo bị hại là bởi vì có nhiều người họ không có đức mà họ làm chức vị lớn. Không có đức mà làm chức vị lớn. Thứ hai nữa là làm lớn nhưng mà không có trách nhiệm, không có giúp được gì về cho Phật giáo, cho cái lớp thế hệ sau này, để mà là bậc gương mẫu, để mà là lớp kế thừa mạng mạch cho Phật giáo. Làm chỉ là vì danh lợi, làm chỉ là vì thổi phồng cái tên tuổi của mình. Đó, quý vị thấy không? Một là không có đức mà làm việc lớn, quyền chức. Thứ hai nữa là không có quan tâm đến cho lớp kế thừa thế hệ Phật giáo sau này. Chỉ là cái ấm no cho mình bây giờ hiện tại thôi, chứ không có quan tâm đến cái sự suy vong thịnh suy của Phật giáo. Bula chỉ là múa rêu mắt thợ với người cư sĩ, với người đời, với người Phật tử mà thôi. Chứ còn mà nội lực là phải sao? Phải có lớp kế thừa, phải có đệ tử, và những đệ tử phải là những đệ tử mà đi đến đâu làm vẻ vang thầy đến đó. Và mình phải là giúp đỡ cho cái lớp thế hệ. Phải có tinh thần như vậy. Thì mới duy trì được Phật pháp, thưa quý vị. Vâng, thưa các bạn, chúng ta đang nghe những lời được nói ra từ một nhà tu hành có nickname trên Facebook là Sư Minh Thông, đã không ngại ngần nói thẳng ra những vấn đề còn tồn tại của Phật giáo tại Việt Nam trên trang cá nhân của ông vào tối 12 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Có lẽ những điều nhà tu hành này đành lên tiếng là điều đang làm Đức Phật buồn nhất, còn buồn hơn cả chuyện cộng lông được số đông vây quanh, hay là chuyện mấy anh YouTuber sư ở chùa Hoằng Pháp không biết giảng pháp, hoặc có giảng cũng không thu hút, không gây tiếng vang nên ít được quan tâm, đành phải dấn thân giành giật với đời, bám vào một hiện tượng mạng đương thời là mẹ con nhà Phật giả xuyên ú lam sún để câu view hết clip này tới clip khác, và mang Phật giỏm ra để quay clip câu kéo quần chúng đến chùa này dịp Tết vừa qua. Vâng, có lẽ chuyện này còn làm Phật buồn hơn chuyện một con bé sún răng có tên Tường Lam giữ vệ sinh cá nhân răng miệng cho nó còn chưa xong, nhưng lại nhảy lên đòi làm Phật, tức là bậc toàn giác, là bậc thầy đại giác ngộ, và nó còn đòi cứu độ chúng sinh. Vâng, thưa, xưa có trường hợp giả sư hay là giả tu thì đã kinh, nay còn giả Phật luôn mà vẫn có người tin và đang tuân theo những sự xuyên tạc giáo lý của cái gánh hát lô tô Tường Lam Cu Ma Thông này, đang đi khắp nơi để giao giảng kiếm ăn, mà chiêu trò điển hình của chúng như là phát gạo để tăng tuổi thọ này nọ, mà là phải có Phật sống giòm mất vệ sinh cá nhân răng miệng đến chứng cho, trì chú cho vào mấy cái bao gạo ấy thì mới linh đây ạ. Tuyên truyền mê tín dị đoan đến thế là cùng, nhưng giữa một cái xã hội quân hồi vô phèn, các chiêu trò của đám này dù công khai ai ai cũng thấy trên mạng xã hội vẫn không hề bị sờ gáy gì hết, nên ekip nhà Phật vẫn vui như Tết kiếm trác trên sự u mê, u muội của nhiều người khác bằng đủ trò trong các hành trình đưa con Phật con rầm đời đi tuyên truyền các lời nói và hành động mê tín dị đoan khắp nơi những ngày này ạ. Con có biết tiền kiếm con, ai nghĩ là kiếm trước con là ai không? Con là một vị Phật tên là Như Lan. Con kiếm? Là một ni cô. Kiếm trước con là một ni cô. Với lại một vị Phật tên là Như Lan. Phải lo cái nhiệm vụ của con là con cứu độ chúng sanh. Và thưa các bạn, chuyện mà nhà tu hành nói với chúng ta hôm nay có lẽ cũng làm Phật buồn hơn cả chuyện ông sư đang bị cả cộng đồng lên án vì quá ngán các luận điệu dọa dẫm của ông này, biến luật nhân quả thành như trò hề, nào là hát karaoke nhiều sau thành ma câm, còn du lịch nhiều thì sau bị liệt, và biến những pháp thoại hoàng truyền trở thành như tấu hài trên mạng. Không chỉ Phật buồn mà nhiều người trần mắt thịt có lương tâm đã thật sự buồn ngẩn ngơ, buồn lắng đọng luôn khi được xem trọn vẹn cái clip các sư bàn cách làm tiền dân mà không hề phải là cắt ghép. Facebooker Nguyễn Thùy Dương viết: mấy ngày nay mẹ tôi lặng lẽ hơn, em trai tôi bần thần suốt buổi chiều hôm kia. Thằng em đã xuất ra im lặng tỉa cây rưng rưng nước mắt. Tôi tới thăm, thấy nó quệt nước mắt lảng đi chỗ khác. Nhỏ bạn tôi khóc nức nở suy sụp. Nó nói, tôi có cảm giác khó thở, đau đớn quá, bà ơi.
tất cả họ như vậy sau khi coi clip các thầy họp làm truyền thông. Nếu ai nói tôi tạo cơ hội cho thiên hạ khẩu nghiệp, xin ngưng lại vài phút để nhìn những Phật tử đau khổ suy sụp sau khi chứng kiến cái gọi là tôn nghiêm và phạm hạnh của chư tăng trong clip đó, Facebooker Nguyễn Thủy Dương viết và tiếp. Bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu trái tim vỡ tan đêm qua, tôi một đêm thức trắng ngắm nhìn hai đứa con, lòng vòng đi trong nhà trọ, lặng im đối diện tượng Bồ Tát. Sáng dậy viết những câu tếu táo, tôi ước mình có thể khóc. Tôi tự hỏi, các vị có mặt trong clip đó đang nghĩ gì vào giờ phút này? Các vị có cảm giác của kẻ thành công hay của một tội đồ? Những chú tiểu nhỏ như em tôi, tụi nó sẽ đối mặt ra sao với sóng gió lần này? Các vị đang làm cái gì vậy? Vâng, Facebooker Nguyễn Thủy Dương đã viết vậy và cô chỉ là một người dân thường. Còn bây giờ chúng ta hãy nghe hẳn là một người đã xuất gia tu hành nói về đạo Phật lúc này tại Việt Nam. Như vậy, và một câu hỏi thứ hai nữa, quý vị thấy bây giờ Phật giáo đang lên, đang phát triển lên tốt đẹp nha, phát triển mà tốt đẹp hay đang đi xuống hoặc là phát triển nhưng mà không tốt đẹp? Xin thưa quý vị rằng là Phật giáo đang xuống cấp một cách trầm trọng, trầm trọng. Phật giáo đang xuống cấp, đang bị gọi là băng hoại luôn. Ở mình đó nha, mình Việt Nam, mình nói Việt Nam đi, cho còn mấy nước khác tôi đâu có ở đâu tôi biết. Tôi đâu có biết, nhưng tôi biết Phật giáo Việt Nam. Ở Việt Nam nói về giáo pháp của Đức Phật, nói về Phật giáo là đang xuống cấp chứ không phải là được tăng cấp. Tức nghĩa là mạnh ai nấy sống, giờ cũng không ai dám đụng ai, nói thẳng quá là sẽ chết ngay, nói thẳng quá là sẽ bị tẩy chay, nói thẳng quá là sống mình luôn đi. Có nhóm có phe hết. Nên là Phật giáo đang xuống, không được cái sự, không được cái tiếng nói của cái vị mà cầm đầu, của cái vị mà trưởng lão, của cái vị mà gương mẫu. Cho nên là mạnh ai nấy sống. Đang đi xuống, Phật giáo đang đi xuống chứ không phải là đang đi lên. Bây giờ thì có những cái tổ chức mà Phật tử đông đông á, là bên Bắc Tông người ta qua, bên hệ phái khất sĩ người ta qua. Thưa quý vị, còn cái nội dung là đang xuống. Không phải là đang lên. Chúng ta thấy đang lên là chỉ là hình thức, chứ không phải là cái nội dung, cái cốt lõi. Như vậy thì người ta nói là mạt pháp cũng đúng. Thứ gì mạt pháp đúng. Ngay cả tôi là bây giờ là giống như gọi là tự lập và tự sống. Cái tuổi của tôi thôi. Rồi đến cái đàn em của mình, đến cái thế hệ sau đời của tôi là như thế nào nữa. Các vị lớn không có trách nhiệm để mà nâng đỡ đào tạo cho những cái thế hệ mới, thế hệ sau, thì ở cái khả năng của mình đây làm gì mà được, thưa các vị. Người ta có chức sắc, có địa vị mà người ta không có quan tâm đến Phật giáo. Mình không có chức sắc, địa vị, làm sao mình làm được cái gánh vác được cái cộng trọng trách đó. Rất là ít người, hiếm ai để mà nói sự thật về giáo pháp của Đức Phật là đang đi lên hay là đang đi xuống. Hay ít ai dám nói sự thật là làm như thế nào để phát triển về Phật giáo, làm như thế nào để phát triển về Phật giáo để tốt, để thể, để mà có lớp kế thừa sau này. Có lớp kế thừa, thưa quý vị, không có. Rồi có vị pháp sư kia nói pháp rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng là người ta cũng không có niềm tin về tốt nơi Tam Bảo.
Tức nghĩa là người ta, niềm tin của người ta vẫn là niềm tin ba mớ: Nam có, Bắc có, Thất có. Pháp pháp tốt là mình phải cho người ta có được cái đức tin hẳn hồi nơi giáo pháp của Đức Phật, nơi Tam Bảo, một cách nghiêm túc, một cách trọn vẹn. Trong khi đó họ cũng viết bài nhiều, viết bài nhiều nhiều lắm, ai cũng viết bài hết, viết bài rất là nhiều, nhưng mà nhà họ nguyên một cái bàn thờ tượng đài tùm lum la hết, vậy là chưa có niềm tin ở Tam Bảo. Trong khi đó viết bài cũng rất là nhiều, fan hâm mộ, fan cứng. Đây quý vị, cho nên như vậy thì cũng chưa có quả là một sự thành công của một vị pháp sư. Một vị pháp sư thành công là pháp sư cho người ta có cái đức tin, đã vậy còn chia sẻ những cái mà gì A Di Đà của người ta vô cái trang của mình, cách tu niệm A Di Đà, niệm Phật Di Đà như thế nào, nào vào cái trang của mình, khác nào là mình cũng là 5 năm mình cũng là giới thiệu cho người ta tu pháp môn đó, trong khi mình là người nguyên thủy Theravada, mình là nhà học giả, mà mình lấy mấy cái trang của đó không phải là của nguyên thủy đưa vào trang của mình để làm gì? Đưa quý vị, quý vị lướt trang của Facebook của vị đó coi. Như vậy không phải thành công, tính ra là không có thành công. Vậy thành công cho cái lợi ích cho cái chúng sanh đó, là chúng sanh đó phải có đức tin trọn vẹn nơi Tam Bảo. Trọn vẹn ở đây có nghĩa là tối thiểu đi nữa người đó phải là người Phật tử Theravada, chứ mà trọn vẹn chỉ có bậc tu đầu quần mới trọn vẹn. Nhưng nghiêm túc, một người fan rất nhiều, Phật tử rất nhiều, nhưng phải là Phật tử Theravada, làm sao mà xoay chuyển họ? Trước đây họ nhiều tôn giáo, môn phái, nhiều cái pháp môn tu, bây giờ họ chỉ tu với Đức Phật thôi, chứ không phải là tu với mình. Vậy là mới là một vị pháp sư thành công. Rồi xong, xin chia sẻ cho quý vị vậy. Chúng tôi vẫn có tâm tư nguyện ước giúp gì cho Phật tử hướng tu theo Phật giáo chân truyền nguyên thủy Theravada. Các vị cần gì sự trợ giúp chúng tôi sư thì quý vị nói không sư với sư 0988087780. Quý vị muốn biết gì về Phật giáo nguyên thủy Theravada như thế nào, vị này sao, vị kia sao, và cách tu và tìm hướng như thế nào, nếu quý vị cần, quý vị liên hệ với sư 0988087780. Thầy sư sẽ giúp được cái gì, sư sẽ chia sẻ gì thì sư chia sẻ cho quý vị. Đó là cái tâm nguyện của sư về muốn cái gì đó tốt cho Phật giáo nguyên thủy Theravada. Như cái phát sóng trực tiếp này, quý vị có thấy ai để mà dám lên tiếng nói cái điều này hay không? Có nên xuất gia giao duyên hay không? Có nên là tu tắc hay không? Và được làm ông sư là có hại hay có lợi? Là ông sư biết Phật pháp, biết pháp luật rõ kỹ thì có lợi, mà là ông sư mà không có biết gì về Phật pháp hết trơn mà vô nhảy vô làm ông sư tắc ngang, vậy là chỉ có hai và hai mà thôi. Và cái người mà cho tu là không phải là có lợi ích cho Phật giáo, chỉ có hai và hai mà thôi cho Phật giáo. Mà Phật giáo bị hại là bởi vì có nhiều người họ không có đức mà họ làm chức vị lớn, không có đức mà làm chức vị lớn. Thứ hai nữa là làm lớn nhưng mà không có trách nhiệm, không có giúp được gì về cho Phật giáo, cho cái lớp thế hệ sau này, để mà là bậc gương mẫu, để mà là lớp kế thừa mạng mạch cho Phật giáo. Làm chỉ là vì danh lợi, làm chỉ là vì thổi phồng cái tên tuổi của mình. Đó, quý vị thấy không? Một là không có đức mà làm việc lớn, quyền chức. Thứ hai nữa là không có quan tâm đến cho lớp kế thừa thế hệ
Phật giáo sau này. Chỉ là cái ấm no cho mình bây giờ hiện tại thôi, chứ không có quan tâm đến cái sự suy vong thịnh suy của Phật giáo. Bô lô bô la chỉ là múa rêu mắc thợ với người cư sĩ, với người đời, với người Phật tử mà thôi. Chứ còn mà nội lực là phải sao? Phải có lớp kế thừa, phải có đệ tử, và những đệ tử phải là những đệ tử mà đi đến đâu làm vẻ vang thầy đến đó. Và mình phải là giúp đỡ cho cái lớp thế hệ. Phải có tinh thần như vậy. Thì mới duy trì được Phật pháp cho thưa quý vị. Đó. Thưa các bạn, thật là thấm thía phải không ạ? Series Chuyện Phật Buồn của chúng ta đã đến kỳ 6, nhưng chuyện làm Phật buồn mà chúng sinh cũng buồn giữa thời mạt pháp này thì còn nhiều lắm, đâu phải chỉ có 6 chuyện đâu. Vì thế cho nên một kênh mới tinh có tên là Chuyện Tâm Linh Không Đùa Được Đâu đã ra đời, là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh có thật, người thật và việc thật, và cùng lật các bộ mặt giả Phật, giả sư, giả tu tập đầy rẫy trong cái thời mạt pháp lúc này. Các bạn hãy ấn một ngón tay vào nút đăng ký trong đường link ghim dưới phần bình luận dưới đây ạ, để ủng hộ cho kênh mới tinh Chuyện Tâm Linh Không Đùa Được Đâu được tồn tại và phát triển nhé các bạn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả các bạn và xin chào.